Ở đây nhá, mình đã chia sẻ cái video màn hình đây. Ví dụ giả sử nhà này có hai cầu trục, được chưa? Thì anh em cũng xác định 5 tấn hay 10 tấn, được chưa? Thì anh em xác định và cộng vào đây. Nó sẽ hai trường hợp, một trường hợp là mỗi cầu trục làm việc ở một gian và trường hợp là gì? Cả hai cầu trục làm việc cùng một gian thì người ta sẽ bỏ qua cái trường hợp là một cầu trục làm việc, mỗi cầu trục làm việc một gian vì nó sẽ nhẹ tải hơn so với việc là hai cầu trục làm trong một gian, đúng không? Thì nó sẽ cộng tải dồn vào đây, được chưa? Ví dụ ba cầu trục thì chúng ta thêm bảng dòng nữa và ta cộng tải vào đây và ta gán cái hệ số tải này, cỡ lên một, cỡ lên hai, ba theo cái hệ số này, theo cái bảng cuối đây, bảng dòng cuối đây, được chưa? Thì cũng xét 01, 02, 03, được chưa nhở? Còn bạn gì Phạm Phương Đông, bạn ấy hỏi là gì cầu trục không xác định ba đoạn gì? Bố trí tiết diện như nhau, mình xác định ba khoảng đoạn là được. Cái khung mà gì không gán tải cờ rên nhưng cầu trục vẫn đi qua nó, được chưa? Chúng ta không cần tính vì ta bố trí tiết diện nó thừa rồi, có nghĩa là bằng với cả cái khung mà mình bố trí cầu trục tác dụng vào rồi, đúng không? Ví dụ khung là bố trí cột là H600, các khung kia mình không tính nhưng mình vẫn bố trí cột là H600 thì nó ứng với việc đó là nó đã cũng đã chịu tải được cái khung cầu trục đi qua rồi, đúng không? Thì chúng ta chỉ xét là gắn ở ba đoạn nhà thôi. Một thứ hai là xét ở những cái đoạn nhà mà ví dụ trường hợp mà những nhà mà có các đoạn khung nhịp khác nhau. Không phải nhà nào cũng có nhịp dọc như thế, được chưa? Nhịp đồng đều, tất cả đều nhịp 25 m, có những đoạn nhà cũng có cột 25 m nhưng mà có đoạn là cột nó ví dụ cho khoảng nó chéo diện tích nó muốn mở rộng thì thành 30 m chẳng hạn đấy, và cũng có đoạn 25 m vẫn đi qua 25 m. Nhưng mà có nó bước thêm một cái gian nữa, gian phụ là cộng thêm một gian gian phụ nữa là 5 mét nữa, 10 mét nữa chẳng hạn. Nhưng ta xét thêm trên khung khung đấy, được chưa? Còn việc ta xác định ba đầu nhà để kiểm tra xem được rằng là ba đầu nhà đấy nó kết quả nó xảy ra nó như thế nào thôi nhá. Chứ còn kể cả ta xét hai 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 đầu nhà cũng chả sao cả, được chưa? Anh em thấy hiểu chưa nhở? Còn đâu việc nhà mà có nhiều cầu trục đi chăng nữa thì chúng ta cứ cộng tải dồn vào đây và ta gắn cờ lên một cờ lên hai ba vào ba đoạn nhà thôi, được chưa? Vì sao? Vì ta đã cộng tải dồn đây, xét trường hợp là cả nhiều cầu trục nó làm việc gần nhau trên các một cái khung đấy là trường hợp nặng nhất rồi, so với trường hợp là gì một cầu trục làm việc trên một khung, đúng không? Thì nó quá nhẹ, đúng không ạ? Thì vẫn là gắn cờ lên một cờ hai cờ lên ba thôi nhá, được chưa? Thì buổi trước video mình đã nói vậy rồi mà các bạn đã quên hết. Giờ
Alo. Giờ mình sẽ chữa bài Tại sao bạn ấy lại vẽ hai đoạn cột tận lê này? Nãy sao ít bạn nộp bài tập đấy nhỉ? Không vẽ như thế nhé bạn Thuận Lê nhé. Tính móng thì em sẽ xuất khối lượng phản lực chân cột này và xuất sang phần mềm xếp em tính nhé. Vì nó sẽ hiểu chiều cao cột này sẽ lớn và chuyển vị nó sẽ lớn, được chưa? Chúng ta vẽ như vậy là bất lợi, không không đúng nhá. Được chưa? Cái này là của bạn gì? Bạn Thành cơ khí này. Chả lấy tập luyện mấy đây. Đây nhà của bạn Thiện Hoan đây được chưa?
kích vào đây nó hiện lên section này. Anh chưa nói nhé, cột này của bạn chết này, nhà cầu trục vì không để cột chân khớp này nhé, được chưa? Nhà cầu trục để chân cột chân khớp này là không đúng rồi này nhá. Biết bạn có gắn tải crane không? Nhà cầu trục để này, cột này là không đúng rồi nhá, được chưa? Nên là kèo nó mới to như này nhá. Nhà này kèo chỉ tôn 6 tôn 8 thôi nhá, 600 nha, hoặc là gì 600 nhân 600 400 200 nhân 200 nhân 6 nhân 8 bằng nhân 6 nhân 10 thôi. Này là không đúng rồi nhá. Cột cột này cột H550 thôi nhá. Hoàn thiện hoàn chỉnh nhá. Cái nhà tiêu chuẩn Việt Nam là nhà nào nhỉ? Đây à? Không ạ. Đây à? Nhà này tiết diện to rồi, không đúng rồi. Nhưng mà thôi kệ, cứ để đấy. Cấu tạo này là ok rồi. Giờ hồi chi cấu tạo khung vậy là ok, nhưng mà tiết diện này hơi to, chúng ta sẽ tí chỉnh lại nha. Cột thường ấy, nhà cột vát thì chúng ta không cần làm nhà xưởng cột quá cao, cột cao là 5 đến 6 mét là ok, cột cao quá bất lợi, tốn tần vách và chiều cao, khối lượng thép sẽ nhiều. Trừ khi chúng ta muốn làm kho cao chất, kho cao chất thì nó cũng chỉ tầm 5 6 mét là cao lắm rồi. 6 mét trong cái rồi xưởng cao.
Vẽ này đã không đúng rồi nhá, sửa đi. Vì chỉnh cột nó cũng bất lợi nhá. Được chưa? Còn muốn biết rằng nó chết đấy. Xem nó chết do lực gì gây ra nhá. Được chưa? Thì chúng ta sẽ xử lý. Cái răng này này nó cũng phải gắn hệ số không răng vào cho nó nhá. Được chưa? Vì nó được răng ở cái thanh V này. Kích vào đây xem nó chết này, chết do lực dọc quá lớn này, được chưa? Đấy. Ta xem giải phóng moment nó chưa? Được chưa? Bật vào đây xem giải phóng chưa? Bạn đã giải phóng đâu? Được chưa? Chưa giải phóng moment hai đầu của cái răng này, chưa đúng rồi nhá. Răng này liên kết khớp rồi nhá. Được chưa? Bạn chưa giải phóng moment này, nó có moment tại lút thì nó chả chết. Được chưa? Lần thứ hai là không vẽ kiểu này nhá. Được chưa? Xóa đi, nó bất lợi cho cột, cột nó sẽ chiều cao cột lớn là sai rồi. Dọn này. Cái răng này chết này. Răng này chết phải thêm một tí vào nhá. Được chưa? Nhờ cậu trục quyền lực kéo trong cái ấy, hai đầu nhà bao giờ nó cũng cái răng chéo bao giờ cũng to hơn răng chéo bên trong nhà. Răng chéo trong nhà này gần đấy 20 thôi, nhưng răng hai đầu nhà này cũng to. Giờ răng chéo hai đầu nhà bây giờ nó chịu tải trọng gió rất là lớn. Xem tiết diện ạ. Đời tiết diện này của bạn là khá là ok này nhá. Cột mới kèo. Được chưa? Ok, cái này xanh này, cái kèo bên trong này gần tôn 6 tôn 8 thôi, không cần tôn 8 tôn 10, còn kèo chính này ok nhá. Kèo chính này của bạn ok rồi. Quá đẹp nhá. Còn kèo bên trong này thì cho tôn 6 tôn 8 thôi, H300 tôn 6 tôn 8 thôi nhá. Bài này của bạn rất là tốt luôn nhá. Anh em có thể lấy bài mẫu của bạn Duẩn này tham khảo nhá. Dạ. Kèo hồi nhất này ok nhá. Kèo chính này bao giờ mình bố trí nhá. Thừa rất là nhiều. Vì sao nó thừa? Vì mình muốn để kích thước tiết diện vai cột nó giống nhau, được chưa? Để cho nó cùng vai cột nó đi trên dây. Nếu mà cột bé hơn thì vai cột này rất là dài, thì tốt nhất thôi ta. Nó tốn thêm thép nhưng mà không rất là khỏe. Và thứ hai là cái vai cột nó chịu lực tốt hơn nhá. Ok. Đi chưa nhỉ? Còn tiêu chuẩn Việt Nam này mình chỉ kiểm tra phần gió thôi. Gió nó cũng đơn giản rồi đúng không? Vì buổi trước mình cả hướng dẫn như vậy là anh em nào cũng sẽ răng dọc nhà nó không nhận tải nhá. Vì sao? Vì mình gán tải là truyền vào gì, vào khung chính, chứ còn răng dọc thì nó chỉ có lực dọc trong thanh thôi, được chưa? Chứ nó không có moment, moment nó rất là bé. Giờ nó có moment nhưng moment bé, được chưa? Chủ yếu nó chịu lực lén lực dọc thôi nhá. Đấy. Còn đâu là tải ra gán là gán truyền vào khung chính để kiểm tra cái khung chính chịu lực, được chưa? Còn răng thì nó đóng vai trò là giữ ổn định trong khung.
Và chống chuyển vị. Đấy. Đây, ok, gió bạn gán như vậy, ok rồi, nhìn vậy là biết rồi. Y đây. Nó cũng dễ rồi đúng không ạ? Ok. Giờ mình sẽ dừng video lại cho anh em ngồi sửa. Anh em nào chưa làm thì phải thực hành đi nhá. Được chưa? Không có đến lúc lại dậy rồi cứ hỏi lại. Chưa? Thực hành xong thì tí mình sẽ hướng dẫn mọi người sẽ xuất nội lực tiêu chuẩn xong rồi tính kiểm tra tiết diện khung cột trên tiêu chuẩn Việt Nam ấy. Trên tiêu chuẩn Việt Nam nhé. Cột kèo nhé. Tính kiểm tra. Xong rồi buổi sau mình sẽ hướng dẫn mọi người chuyển sang phần ra connection và kiểm tra tính liên kết được chưa? Còn bài này thì anh em nào chưa làm thì sẽ gán vào tiết diện nhà này đi. Và thứ hai là chạy lại ra tiêu cái nhà cầu trục anh em nào còn lỗi nhá, được chưa? Thôi mình sẽ chữa một số bạn là thứ hai là cách khắc phục là như vậy nhá, được chưa? Đây chữa thêm cho bạn Ngân đây. Chưa nhỉ? Nhà cầu trục ngày 13 đây. Đây nhá, kiểm tra xem nha cái chuẩn bị của đỉnh cột này chưa chưa không ta bố trí thêm cái giằng ống ở trên cái đỉnh cột này vào nhá. Nhìn này là chưa được. À, kèo chết này. Xem kèo có dán hệ số không giằng không? Có gán rồi đây nhưng mà vẫn chết đúng không ạ? Chết là do gì, nguyên nhân gì gây ra đây? Vô men. Omega tại 1,02. Kèo lên chia theo từng đoạn kiểm tra cho dễ nhá. Thì nó biết được đoạn nào chết chết ra đoạn nào chứ không vẽ liền. Rồi chúng ta làm chưa quen thì không nên vẽ liền, còn chúng ta làm quen nhiều nhiều rồi chúng ta mới vẽ liền. Vát dài như vậy. Được chưa? Đây cùng với tiết diện này như bạn kia thì sống nhưng bạn này cái diện kèo chết nhá. Được chưa? Cột thì ok chấp nhận nhưng mà kèo là chết nhá. Xăng dọc thì thừa nhiều này, xăng dọc cho D 110 thôi, không cần phải D 4 140 hoặc D 90 xem, kiểm tra đưa về D 90 xem nhá, để ống D 90 và do rằng cả đỉnh cột nhá. À, cột hai đầu hồi nhà chết này. À, chết do moment của ULS 10 chắc là do gió hồi gây ra thôi. Cột này chết chết do gì? MB22 mô men M22 thì giờ. Giờ sửa đi nhá, bạn Ngân nhớ cả. Rồi, tất cả anh em sửa đây. Sửa như chuẩn như bài của bạn Duẩn này, xem mẫu bài bạn Duẩn về nhá. Sửa theo mẫu bài bạn Duẩn.